Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, chúng ta lại gặp nhau vào mỗi buổi tối tại kênh YouTube Safari Investment và tôi là Quân Đông sẽ đồng hành cùng với anh chị trong video buổi tối ngày hôm nay. Và Đông cũng xin chúc cho cả nhà có hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi thật là vui vẻ cũng như hạnh phúc bên gia đình của mình ha. Quay trở lại video số đặc biệt trong tuần này thì Đông cũng sẽ giới thiệu cho quý anh chị một trong những sóng ngành sẽ phục hồi lợi nhuận rất tốt cho năm 2024 theo cái phương pháp đầu tư là các doanh nghiệp phục hồi mà chúng ta đã trao đổi từ những cái video đầu năm nay anh chị ha. Thì đó chính là cái sóng ngành thép thông qua ba mã cổ phiếu mà đang muốn giới thiệu cho anh chị trong video buổi tối ngày hôm nay, đó là cổ phiếu Hòa Phát, Hoa Sen và Nam Kim, dựa trên góc độ về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Và rất mong video buổi tối ngày hôm nay có thể giúp cho anh chị gợi mở được thêm những ý tưởng đầu tư cho cái giai đoạn năm 2024 anh chị ha. Và nếu như cả nhà thấy video hữu ích, video có thể giúp được cho anh chị trong quá trình đầu tư sắp tới thì cả nhà cũng có thể ủng hộ cho Đông bằng cách là nhấp vào cái nút like ở phía bên dưới cái video này anh chị ha. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà quý anh chị biết tới Safari Investment và để cho chúng ta có cơ hội được kết nối với nhau tốt hơn trong thời gian sắp tới thì cả nhà cũng có thể nhấp vào cái nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía bên dưới cái video này để sắp tới kênh ra những cái video mới sẽ gửi thông báo để cho anh chị sớm nhất. Và cuối cùng là Safari có một cái nhóm Zalo cộng đồng hỗ trợ và chia sẻ cái góc nhìn trực tiếp ở trong phiên giao dịch. Thì anh chị chúng ta có quan tâm thì có thể là lấy điện thoại ra và quét mã QR ở phía góc bên trái màn hình anh chị ha. Anh chị nào không quét được mã QR thì Đông có để cái đường link á dưới phần mô tả và dưới phần bình luận. Và Đông rất mong có thể gặp được anh chị ở trong nhóm để chúng ta có cơ hội hợp tác đầu tư trong giai đoạn sắp tới anh chị ha. Và cũng không làm mất thời gian của cả nhà nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video buổi tối ngày hôm nay. Bắt đầu video buổi tối ngày hôm nay thì Đông cũng muốn chia sẻ lại cái top ngành nghề đón dòng tiền đầu tư năm 2024 để mà chúng ta có cái định hướng ha. Cũng như anh chị muốn Đông làm cái nhóm ngành nào sớm hơn thì cả nhà có thể là chia sẻ với Đông dưới phần bình luận ha. Video thì Đông cũng đã up từ ngày 8 tháng 1 năm 2024 để nói về các ngành nghề này. Hôm nay thì Đông sẽ lựa chọn một trong những cái ngành mà Đông đánh giá khá là hấp dẫn và có những cái điểm mua ngắn hạn sắp tới cũng như phù hợp theo cái sóng tăng của thị trường kèm theo là hưởng lợi cái báo cáo tài chính lợi nhuận quý 4 năm 2023 anh chị ha. Thì đó là cái nhóm ngành thép mà chúng ta đã có nói ở đầu video. Ở đây nhóm ngành thép thì cũng giống như cái nhóm ngành khác đều có 4 yếu tố này. Nhưng mà Đông tin rằng cũng sẽ có một số anh chị thắc mắc về yếu tố hưởng lợi FDI. Bởi vì anh chị đâu có thấy là các doanh nghiệp nước ngoài vào đây để đầu tư vào ngành thép đâu đúng không ạ? Và hầu như là chỉ tập trung nhóm ngành công nghệ thôi. Nên là nhóm ngành công nghệ hưởng lợi nè, nhóm ngành khu công nghiệp hưởng lợi nè. Vậy thép hưởng lợi từ gì? Từ FDI. Thì đối với lại nhóm ngành thép á, là một trong những cái ngành bị ảnh hưởng về tỷ giá khá là nhiều khi họ phải nhập cái nguyên liệu đầu vào của họ chiếm tới khoảng 60%. Cho nên nếu như FDI đổ vào Việt Nam của mình nhiều, tức là dòng đô bơm vào Việt Nam của mình nhiều, thì nó sẽ giúp cho tỷ giá hạ nhiệt, thì nó cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp này giảm được cái chi phí vốn và giúp gia tăng được cái biên lợi nhuận và mang về cái lợi nhuận cuối cùng nó tốt hơn anh chị ha. Nên đó là một trong những cái yếu tố mà nhóm ngành thép hưởng lợi được FDI nè. Câu chuyện hưởng lợi chính sách và ngành đầu chu kỳ phục hồi thì có lẽ là anh chị cũng đã đồng quan điểm với Đông rồi. Và đặc biệt cái mà hấp dẫn nhất của ngành thép của năm 2024, tức là cái yếu tố nền thấp của năm 2023 sẽ tạo ra một cái đà bứt phá khá là tốt, thì sẽ giúp cho cái câu chuyện của nhóm ngành thép trên thị trường chứng khoán khá là hấp dẫn ha. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ bắt đầu đi nghiên cứu chuyên sâu hơn về cái nhóm ngành thép. Video buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gồm 3 phần chính cả nhà ha. Phần đầu tiên là yếu tố quan trọng tác động đến ngành thép. Đông đánh giá phần này khá là hay và anh chị có thể là lưu lại cái phần này để sau này chúng ta xem những yếu tố này để mà anh chị có thể tự phân tích và đánh giá góc độ ngành thép một cách nó khách quan nhất ha. Đông xin phép là mình tắt cái QR ở phía góc bên trái màn hình đây để mà cho cả nhà có thể tập trung vào slide tốt nhất. Phần thứ hai đó chính là triển vọng của ngành thép. Và phần cuối cùng đó chính là Đông sẽ đi đánh giá phân tích theo góc độ cơ bản và góc độ kỹ thuật của ba doanh nghiệp mà Đông lựa chọn là HPG, HSG và Nam Kim anh chị ha. Ở phần đầu tiên là yếu tố quan trọng tác động tới ngành thép. Nói về ngành thép thì Đông đánh giá sẽ có 6 yếu tố quan trọng nhất mà đối với một nhà đầu tư muốn nghiên cứu về nhóm ngành này thì chúng ta chỉ cần quan tâm những cái này thôi. Tại vì sau cái quá trình mình phân tích, mình đầu tư và rút ra được nhiều kinh nghiệm thì Đông đánh giá ở trong đầu tư á, thì đôi lúc chúng ta chỉ cần biết đủ thôi là chúng ta sẽ có những hành động rất là hay
và mang được cái lợi nhuận khá là hấp dẫn. Còn đôi lúc mà chúng ta biết quá nhiều, chúng ta biết dư thừa thì nó cũng sẽ làm cho anh chị loạn view, và đôi lúc anh chị cũng không thể nào mà chúng ta có thể update được hết tất cả cái yếu tố quan trọng, và nó thay đổi từng ngày được. Nên là mình sẽ cố gắng là cô đặt lại những cái nào quan trọng nhất để mà cho anh chị có một cái nhìn tổng quan về cái nhóm ngành thép anh chị ha. Và cũng rất là mong cả nhà có thể là lưu lại những cái quan điểm này, hoặc là anh chị nào chúng ta theo dõi nhóm ngành thép, theo dõi những yếu tố tăng trưởng hay là những cái yếu tố mà nhóm ngành có những cái yếu tố rủi ro, thì cả nhà cũng hãy là chia sẻ thêm cho Đông ha, dưới phần bình luận ha. Yếu tố đầu tiên đó chính là tay chơi lớn nhất ngành thép là ai. Thì tất nhiên đó sẽ là anh hàng xóm láng giềng của chúng ta là Trung Quốc anh chị ha. Với lại tổng cái sản lượng của họ là lớn hơn 50% trên toàn cầu, sau đó tới Ấn Độ, sau đó tới Nhật Bản và cuối cùng là tới Mỹ. Tức là anh chị thấy là khi mà Trung Quốc mà có những cái chính sách liên quan tới xuất khẩu thép đó, hay là Ấn Độ có liên quan tới là những cái chính sách xuất khẩu thép, thì rõ ràng cái cung cầu của nhóm ngành thép nó sẽ được biến động khá là nhiều. Cho nên á, Đông muốn nói cái phần này đầu tiên để làm gì? Để mà cho khi mà anh chị đọc những cái thông tin, đọc những cái research hay là đọc những cái yếu tố liên quan tới ngành nghề á, thì anh chị cũng sẽ xem xét coi là cái ông Trung Quốc này, ông Ấn Độ này có những cái chính sách gì liên quan ngành thép hay không. Bởi vì hai ông này là tay chơi khá là lớn thì nó sẽ tác động khá là nhiều vào cái cung cầu trên thị trường, và cung cầu thì nó sẽ quyết định giá cả trên thị trường anh chị ha. Nên là cái này cũng khá là quan trọng. Và đâu có chia sẻ thêm với anh chị luôn về sơ lược về ngành thép. Thì đối với ngành thép á, thì cả nhà của chúng ta sẽ thấy ở những cái giai đoạn trước khi mà chúng ta thấy là kinh tế và đặc biệt là các ngành công nghiệp nặng dịch chuyển về khu vực châu Á của chúng ta, thì ở châu Âu và châu Mỹ khác phát triển khá là mạnh, nhưng mà sau đó thì hạ tầng và mọi thứ của họ đã dần hoàn thiện rồi, và bắt đầu họ không đánh đổi lợi ích về mặt kinh tế để mà đổi đi về mặt môi trường nữa, và bắt đầu họ chuyển sang xu hướng là họ sẽ làm sao để bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng không khí, chất lượng đời sống nhiều hơn. Cho nên là các cái ngành công nghiệp nặng anh chị thấy là nó bắt đầu có xuống là dịch chuyển về sang khu vực châu Á của chúng ta là nhiều, như là Trung Quốc nè, Ấn Độ nè, Nhật Bản nè, và điểm đến sắp tới sau Trung Quốc sẽ là Việt Nam của chúng ta và Ấn Độ nè. Cho nên là cái ngành thép anh chị thấy cũng sẽ là một trong những cái ngành khá là tiềm năng để phát triển về trung hạn và dài hạn anh chị ha, bởi vì đây là xu hướng dịch chuyển chung của toàn cầu. Chú ý cái này giúp cho Đông ha, cái này là để mà mình xem coi là chính sách của các quốc gia lớn nào mà ảnh hưởng tới ngành thép á, để mà chúng ta biết. Yếu tố thứ hai đó chính là giá nguyên vật liệu đầu vào. Mỗi cái ngành nghề á thì nó phải cần có nguyên vật liệu sản xuất, cho nên là những cái này nó sẽ tác động vào cái chi phí vốn rất là cụ thể. Cho nên là cả nhà chúng ta cần chú ý, thì đối với là ngành thép á, thì nó sẽ có ba cái nguyên liệu chính, đó chính là quặng sắt nè, than cốc và thép phế. Nói thêm cho cả nhà nữa, đó chính là đối với lại thị trường Việt Nam của chúng ta thì chúng ta sử dụng cái lò chủ yếu là cái lò EAF. Thì cái lò này chủ yếu là nó sử dụng về cái điện khá là nhiều, và điện thì nó cũng chiếm khoảng tầm là 10% trong cái tổng cái thành phẩm ra đi á. Cho nên là anh chị cũng cố gắng là lưu ý cho Đông ha. Trong cái khoảng thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là giá điện tăng lên, thì rõ ràng cái chi phí vốn khi mà sản xuất của nhóm ngành thép á, nó cũng tăng lên. Nên lại nốt thêm cái này để mà cho cả nhà nhớ ha. Thì nguyên vật liệu đầu vào chúng ta sẽ có là quặng sắt nè, than cốc và thép phế cũng như là điện. Thứ ba đó chính là giá thép HRC, cái này là đầu ra. Chúng ta đã đi phân tích đầu vào rồi, chắc chắn chúng ta đi phân tích về mặt đầu ra. Nếu mà đầu vào mà nó giảm mà đầu ra mà nó tăng thì gần như là biên lợi nhuận tăng kép luôn anh chị ha. Và thường thì cũng có những cái giai đoạn tốt như thế này, nhưng mà đa số thì Đông đánh giá là thường á là giá nguyên vật liệu nó tăng lên thì sau đó là giá đầu ra nó cũng sẽ tăng lên, hoặc là giá đầu ra sẽ bị ảnh hưởng tăng do các cái ông như là Trung Quốc, Ấn Độ có những cái chính sách gì liên quan tới ngành thép, hoặc là ở những cái giai đoạn anh chị thấy á là hầu như là chúng ta thấy trong giai đoạn chiến tranh vừa qua đi, đối với lại châu Âu hay là Thổ Nhĩ Kỳ có xảy ra cái trận động đất đi, thì tất yếu là nó cũng sẽ ảnh hưởng lên cái cung ở trên toàn cầu, thì giá ngành thép nó cũng sẽ tăng lên ha. Và cái giá mà chúng ta thường xem và chúng ta sát nhất á, nó sẽ là cái giá HRC, cái giá thép cuộn cán nóng của Trung Quốc anh chị ha. Rồi, yếu tố thứ tư đó chính là triển vọng ngành bất động sản. Đóng có nói cho anh chị luôn rồi nè, xây dựng dân dụng chiếm 60% tiêu thụ của ngành thép Việt Nam của chúng ta anh chị ha. Cái này là riêng về Việt Nam mà không nói về toàn cầu ha. Thì anh chị lưu ý cho Đông á, là khi mà cái nhóm ngành bất động sản mà nó gặp cái vấn đề giống như năm 2022 đi, thì anh chị thấy là lợi nhuận của nhóm ngành thép nó cũng giảm một cách rất là điên đúng không ạ? Nó giảm khá là nhiều và cũng gây ra ảnh hưởng khá là nhiều cho nhóm ngành thép, kèm theo câu chuyện tỷ giá thì nhóm ngành thép gần như năm 2022 là bị rất là nhiều những yếu tố ảnh hưởng. Nên là anh chị chú giá Đông á là
khi mà cái triển vọng của nhóm ngành bất động sản mà nó bắt đầu khởi sắc dần thì tất yếu là cái nhóm ngành thép nó cũng sẽ tốt lên, bởi vì xây dựng dân dụng nó chiếm tới 60% tiêu thụ lần. Còn cái câu chuyện về nhóm ngành thép nó có được hưởng lợi từ đầu tư công hay không, Đông đánh giá với anh chị là có, nhưng mà chỉ một số các doanh nghiệp thôi, là bởi vì nếu mà tính tổng lại á, thì cái phần mà chuyển qua cho đầu tư công á, thì nó chỉ chiếm có khoảng tầm là 7% trong tổng số lượng tiêu thụ, nó rất là ít anh chị, nó chỉ có bằng 1/10 cái xây dựng dân dụng thôi anh chị ha. Cho nên là chỉ cần mà ngành bất động sản của chúng ta phát triển trở lại và ổn định trở lại, chắc chắn nhóm ngành thép của chúng ta nó cũng sẽ tích cực và nó cũng sẽ tốt hơn ha. Nên đây là cái yếu tố liên ngành mà Đông muốn nhắc cho anh chị để mà anh chị có thể lưu ý nè. Tiếp theo đó chính là cái tỷ giá USD và Việt Nam đồng. Hồi nãy Đông có nói với anh chị ở đầu video rồi đó, là nhập khẩu đến 50 tới 60% nguyên liệu đầu vào. Cho nên là cái tỷ giá nếu như mà không ổn định, và tỷ giá thì giống như cái thời điểm mà quý 3 của năm 2023 vừa qua, hay là giống như là giai đoạn quý 3 của năm 2022, thì anh chị thấy là các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực thép là bị lỗ cái chênh lệch tỷ giá khá là nhiều anh chị ha. Đó là chỉ cần mà tỷ giá nó ổn định trở lại hoặc là tỷ giá có xu hướng là hạ nhiệt thì chắc chắn là chúng ta sẽ có lợi về mặt xuất có lợi về mặt nhập khẩu, và đặc biệt như là cái nhóm ngành thép. Và cuối cùng nó chính là cái chính sách. Chính sách này thì Đông đang tập trung nói về cái đầu tiên, đó chính là chống bán phá giá của Việt Nam của chúng ta đó lên với nhóm ngành thép, để tránh cho cái việc là cái hàng giá rẻ của Trung Quốc tràn qua Việt Nam của chúng ta. Thì hiện tại nó vẫn đang được duy trì cho nhóm ngành thép của chúng ta vẫn có được một cái lợi thế nhất định anh chị ha. Tiếp theo đó chính là cái cơ chế điều chỉnh carbon biên giới EU, thì cái này cũng khá là quan trọng, nhưng mà cái này thì Đông nói thêm cho cả nhà thôi, và nó sẽ được áp dụng vào ngày 1 tháng 1 của năm 2026. Thì đây là những cái khá là quan trọng liên quan đến ngành thép, và chắc chắn một trong 6 yếu tố này mà nó có sự thay đổi thì rõ ràng nhóm ngành thép là nó sẽ bị tác động ngay. Nên ông đã lựa ra 6 cái mà quan trọng nhất đối với lại nhóm ngành thép rồi, nên sau này khi anh chị có phân tích về cái nhóm ngành này, anh chị cần tập trung vào những cái này thôi, là chúng ta có thể có những cái câu trả lời rất là nhanh nhất anh chị ha, hạn chế cho cái việc là chúng ta đi tìm kiếm lan man quá là nhiều thứ. Cả nhà thấy phần này có hữu ích không ạ? Nếu mà anh chị thấy hữu ích thì có thể là ủng hộ cho Đông bằng cách là nhấp vào cái nút like ở phía bên dưới cái video này anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Anh chị nào có thể yêu thương hơn thì cho Đông một cái bình luận hỏi tim anh chị ha. Phần thứ hai đó chính là triển vọng của nhóm ngành thép. Yếu tố đầu tiên đó là giá thép có thể chạm đáy và cải thiện trong năm 2024 do cung cầu cân bằng hơn. Thì chia sẻ với anh chị như sau, tức là cái giá thép xây dựng của chúng ta hiện tại á, là thép dài á, thì nó đã ngang bằng với lại giá thép nhập khẩu từ Trung Quốc rồi, cho nên chắc chắn giá thép tiêu thụ ra thị trường nội địa sẽ không thể nào giảm được hơn nữa, và gần như giá thép nó đã chạm đáy rồi, nên là xác suất là nó chỉ có lên thôi. Anh chị thấy là khi mà cái gì mà nó chạm xuống đáy rồi thì nó chỉ bật lên thôi, chứ đâu có thể nào mà nó giảm được thêm nữa. Và cũng như ông doanh nghiệp đầu ngành nhất của chúng ta là ông Hòa Phát đi, thì với cái giá thép hiện tại bán ra là Hòa Phát chỉ có hòa vốn thôi, hoặc là lỗ nhẹ chứ không thể nào mà có lãi được. Cho nên chắc chắn là giá thép trong hệ sắp tới thì các ông chủ ngành thép cũng sẽ tìm cách làm sao để có thể thúc đẩy ở thị trường nội địa tăng lên trở lại anh chị ha. Và kèm theo yếu tố là cái gì, đó chính là tồn kho thép ở Trung Quốc á, thì đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây và giúp áp lực dư cung trên toàn cầu trong thời gian sắp tới. Thì nếu mà chúng ta muốn giá nó tăng lên, nếu như không tăng được cầu thì chắc chắn là cung nó sẽ giảm, thì nó chắc chắn sẽ tăng được cầu. Thì anh chị thấy nè, cái giá thép tồn kho nè, sau đây anh chị cái tồn kho thép cây và HRC của Trung Quốc anh chị thấy không, trong các giai đoạn gần đây nè thì nó xuống là nó vẫn đang hạ nhiệt khá là nhiều anh chị ha. Đấy, thì cứ mỗi cái thời điểm á, mà khi mà giá thép Trung Quốc á, mà nó giảm nhiều như thế này á, thì nó thường sẽ bắt đầu những cái con sóng tăng khá là tốt cho nhóm ngành thép anh chị ha. Thì đây cũng là một cái triển vọng khá là sáng. Lưu ý cho Đông là về cái phần là giá thép của chúng ta đã chạm đáy rồi, nên xác suất mà giá thép nó sẽ tăng dần dần trở lại trong năm 2024 là cửa khá là sáng. Và yếu tố thứ hai đó là khối lượng xuất khẩu có thể duy trì tăng trưởng nhờ nhu cầu toàn cầu tích cực. Thì khi mà anh chị mở các cái báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trong nhóm ngành thép, anh chị thấy là sẽ có sự phân hóa rất là nhiều. Tại sao những cái ông doanh nghiệp lớn đầu ngành như là Hòa Phát, Nam Kim với là Hoa Sen á, thì ổng lại phục hồi tốt, còn các cái doanh nghiệp khác ở trong ngành á, trong thị trường mà nội địa là chủ yếu á, là không phục hồi được, là bởi vì cái nhu cầu của người dân của chúng ta vẫn chưa phục hồi được. Nói về nhóm ngành thép thì chúng ta có thấy là nó quá xa vời đúng không? Anh chị thấy gần nhất đi, về cái nhóm ngành bán lẻ thì anh chị thấy trong thời điểm hiện tại là nó cũng chưa thể nào phục hồi được, hay kể cả những cái chi tiêu hàng ngày
của các anh chị em của chúng ta thì nó cũng chưa thể nào quay trở lại một cách mạnh mẽ hơn, là bởi vì là trong thời điểm khó khăn mà thắt lưng buộc bụng mà, nên là cái nhóm ngành thép thì rõ ràng nó còn càng sẽ khó. Đó là cái nhu cầu nội địa của năm 2023 vừa qua của thị trường miền Nam của chúng ta, nội địa thì nó đang rất là yếu, cho nên những cái ông lớn thì bắt đầu đẩy mạnh sang thị trường xuất khẩu, và những cái doanh nghiệp có vị thế từ trước ở trong những thị trường xuất khẩu như là Hoa Sen và Nam Kim á, thì ổng mạnh xuất khẩu là trước giờ rồi. Còn Hòa Phát trong năm 2023 vừa qua cũng bắt đầu đẩy mạnh cái nhóm xuất khẩu, thì cũng giúp cho Hòa Phát là một trong những doanh nghiệp thép trong thời điểm vừa qua là sáng nhất. Mà anh thấy là báo cáo tài chính của doanh nghiệp thép Hòa Phát là đã bắt đầu đã có những cái điểm gần như là khá là tích cực so với là toàn ngành còn lại. Nên là cái nhóm xuất khẩu á, trong cái cơ cấu hoạt động kinh doanh của nhóm ngành thép á, là nó khá là quan trọng trong cái khay mà phân tích năm 2023 anh chị ha. Và tiếp tục năm 2024 nó có sáng nữa hay không, thì theo cái Hiệp hội Thép Toàn cầu á, thì họ có chia sẻ như sau, là nhu cầu thép toàn cầu dự kiến sẽ tăng 1,9% và đạt 1.849 triệu tấn. Trong đó là nhu cầu thép tại các thị trường xuất khẩu như là Mỹ, châu Âu dự kiến tăng lần lượt là 1,6% và 5,8% so với lại cùng kỳ ha. Thì đây cũng là một trong những cái điểm khá là tốt để mà chúng ta có thể kỳ vọng về cái nhóm ngành thép năm 2024 anh chị ha. Chúng ta đã có giá thép rồi nè, chúng ta đã có cái hướng xuất khẩu rồi. Cái yếu tố số 3 đó chính là nhu cầu năm 2024 có thể sẽ phục hồi 11%, đặc biệt là tại thị trường nội địa. Hồi nãy chúng ta nói về thị trường xuất khẩu rồi đúng không cả nhà, thì bây giờ chúng ta nói về thị trường nội địa đi. Thì cái yếu tố đầu tư công nè tạo ra nhu cầu đối với thép là chúng ta thấy là cao tốc nè và sân bay Long Thành thì hầu như là chắc chắn là sẽ có sử dụng thôi. Nhưng mà Đông phải chia sẻ thẳng thắn với anh chị rằng là nó chỉ chiếm có khoảng tầm 7% trong tổng số lượng tiêu thụ, và đặc biệt á, nó sẽ có sự phân hóa, tức là sẽ có những cái doanh nghiệp có vị thế đầu ngành như là Hòa Phát á, thì sẽ hưởng lợi rất là mạnh mẽ cho về cái phần này, là bởi vì là Hòa Phát sẽ có một cái biên lợi nhuận tốt, cho nên là chắc chắn là về các hợp đồng deal, về cái mức giá đối với là các doanh nghiệp xây dựng á, lúc nào cũng sẽ tốt hơn. Và cái thị phần Hòa Phát trong nước của chúng ta rất là lớn và Đông nhớ khoảng tầm là 40%, nên anh chị thấy á, là với một cái vị thế doanh nghiệp lớn, lúc nào Hòa Phát nó cũng sẽ có những cái lợi điểm ha. Cho nên là đối với lại cái yếu tố mà đầu tư công tạo ra nhu cầu đối với thép á, thì Đông đánh giá là phục hồi chung so với lại toàn ngành nhưng tác động không nhiều, nhưng nó sẽ phân hóa giữa các cái doanh nghiệp nào có vị thế càng cao, đặc biệt như là Hòa Phát, những doanh nghiệp hàng đầu anh chị ha. Yếu tố thứ ba đó chính là thị trường xây dựng bất động sản có dự án đang bắt đầu triển khai tăng trưởng nhiều hơn. Thì anh chị thấy là các cái dự án miền Bắc á, thì bắt đầu là triển khai trở lại, còn đa số là sẽ tập trung vào các dự án miền Nam. Nhưng mà cũng sẽ có một cái điểm trừ là hiện tại bây giờ các bất động sản á, vẫn còn đang gặp khá là nhiều yếu tố khó khăn, cho nên là các cái dự án mà đăng ký mới thì nó không có tăng. Nói chung là những cái dự án tồn động thì bắt đầu đang được triển khai trở lại, khi anh chị thấy là các cái kênh nguồn vốn của bất động sản nó bắt đầu có yếu tố phục hồi trở lại nhờ cái sự hỗ trợ đến từ chính phủ khá là nhiều trong thời gian vừa qua anh chị ha. Cho nên là Đông thì Đông sẽ kỳ vọng cái yếu tố thị trường bất động sản nhiều hơn so với lại cái yếu tố mà đầu tư công. Đến đây sẽ là ba cái yếu tố mà chúng ta có thể là đánh giá về cái sự triển vọng tích cực của nhóm ngành thép cho năm 2024 anh chị ha. Đầu tiên là giá bán nè, thứ hai là thị trường xuất khẩu nè, thứ ba là thị trường nội địa phục hồi. Và có một cái câu hỏi trước khi mà Đông qua cái phần triển vọng về ngành á, thì lý do tại sao mà xuất khẩu của chúng ta lại tăng rất là tốt từ năm 2023 và đặc biệt đến từ là giữa năm 2023, thì nó có sự xảy ra đến từ là EU bắt đầu có những cái chính sách cấm thép Nga, cho nên là những cái yếu tố về giá và đặc biệt là ở cái thị trường Mỹ, anh chị thấy á, là nhập khẩu HRC đối với lại các cái quốc gia phát triển á, thì Đông có cái chart mà Đông lấy từ cái báo cáo đi sạch của SI, họ cũng tổng hợp từ Lombard á, thì anh thấy nè, cái giá chênh lệch giữa Bắc Mỹ với lại Việt Nam và Bắc EU nè so với lại Việt Nam, anh chị thấy là cái giá trên lệch đó nó càng ngày nó càng có xu hướng tăng đúng không ạ? Đây là nó tăng rất là mạnh luôn, và đây nó càng ngày nó càng có xu hướng tăng, tức là cái giá thép mà họ phải nhập từ các cái thị trường khác nó rất là cao, cho nên họ sẽ ưu tiên nhập từ cái thị trường rẻ hơn, thì Việt Nam của chúng ta hưởng lợi cái này ha. Cho nên xuất khẩu của chúng ta năm 2023 về nhóm ngành thép là khá là tốt, và cũng có thể nói là đây là một trong những cái thời điểm khó khăn mà chúng ta lại tận dụng được cái này thì khá là tốt ha. Đó là một cái điểm sáng cho cái nhóm ngành thép tổng quan. Thì đó là chúng ta đã đi qua xong cái nhóm ngành thép rồi, thì Đông sẽ cùng anh chị chuyển sang cái phần số 3. Đó chúng ta sẽ nói về cái góc độ về cơ bản của ba cái doanh nghiệp là Hòa Phát nè, và tiếp theo là Hoa Sen, cuối cùng là Nam Kim ha. Rồi sau đó thì Đông sẽ mở chart của từng cái mặt cổ phiếu để đưa ra cho anh chị cái mức giá chúng ta mua bán phù hợp nhất ha. Thì cả nhà thấy video hữu ích, thấy video hay, vậy là cùng nhau tương tác cùng với Đông bằng cách là nhấp vào cái nút like ở phía bên dưới cái video anh chị ha. Và đối với lại cái triển vọng ngành á,
thì anh chị có đóng góp thêm gì, hoặc là anh chị có muốn là chia sẻ thêm những cái quan điểm của anh chị như thế nào, thì anh chị đừng có ngần ngại ha. Và doanh nghiệp đầu tiên đó chính là tập đoàn Hòa Phát ha, cổ phiếu HPG được niêm yết trên sàn HOSE. Thì đây gần như là cổ phiếu quốc dân rồi, và ai đầu tư chứng khoán cũng phải có mua một vài lần đối với lại HPG đúng không ạ? Bởi vì đây là một những cái doanh nghiệp mà gần như là các cái con hào kinh tế là đều có đủ hết, là vị thế doanh nghiệp đầu ngành, lãnh đạo tốt đúng không ạ? Và ngành á, thì có xu hướng là phát triển. Và đối với lại Hòa Phát là một trong những cái doanh nghiệp mà họ theo đuổi là cái sự khép kín khá là nhiều, tức là họ luôn mở rộng những cái vùng nguyên liệu của họ để làm sao họ có thể kiểm soát được và tránh cho cái yếu tố mà biến động giá, cho nên lúc nào cái biên lợi nhuận của Hòa Phát nó cũng tốt. Và một trong những yếu tố khá là quan trọng để nhắc về Hòa Phát trước khi mình nói về câu chuyện của lợi nhuận đi, thì chắc chắn là cái dự án mở rộng Dung Quốc 2 dự kiến sẽ bắt đầu vận hành theo từng giai đoạn trong năm 2025, năm 2026 sẽ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn sau năm 2024. Chúng ta thường nói với nhau là về những cái triển vọng, thì chứng khoán nó là những cái sự kỳ vọng. Anh chị thấy là khi bắt đầu nói về Dung Quốc 1 á, thì rục rịch trước đó khoảng tầm là 1 năm á, là bắt đầu giá cổ phiếu nó đã có sự tăng trưởng rồi. Cho nên không cần phải tới khi bắt đầu mọi thông tin hay là ngày đầu tiên chuẩn bị làm cái Dung Quốc 2 hay là nhà máy được vận hành, nhà máy được vận hành á, thì bắt đầu cổ phiếu là nó mới tăng, mà nó đã tăng từ trước rồi. Nên là chúng ta sẽ đi đón đầu về cái thông tin này của Hòa Phát anh chị ha. Đó là một trong những cái đánh giá mà Đông thấy là nó sẽ vượt bậc nhất, là bởi vì nếu như mà Hòa Phát phục hồi thôi thì chúng ta sẽ chưa thấy được hấp dẫn được, nhưng mà Hòa Phát có thêm một cái thì giúp cho doanh nghiệp đột biến được trong cái câu chuyện sau năm 2024 anh chị ha. Và quay trở về câu chuyện là lợi nhuận thôi, thì cuối cùng là lợi nhuận dự kiến năm 2024 á, sẽ phục hồi là 80%, và nhờ cả về sản lượng tiêu thụ và biên lợi nhuận gộp đều cải thiện. Vì sản lượng tiêu thụ thì có lẽ là chúng ta đã thông qua cái phần về ngành, chuyển vào ngành thì anh chị cũng đã nắm sơ sơ rồi đúng không ạ? Thì cái sản lượng tiêu thụ của công ty dự kiến sẽ tăng 11% cho năm 2024 anh chị ha. Và thì phần thép xây dựng á, thì tăng từ 34,8 năm 2022 và 32,5 trong 7 tháng đầu năm 2023 lên khoảng 37% trong các tháng gần đây, là bởi vì doanh nghiệp này có một cái vị thế đầu ngành. Anh chị sẽ thấy năm 2024 cái sự khốc liệt của các doanh nghiệp đầu ngành nó còn kinh khủng hơn năm 2023 nữa. Đó là những cái doanh nghiệp mà yếu kém mà không vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn á, thì chắc chắn là sẽ bị các doanh nghiệp lớn họ nuốt chửng anh chị ha. Và cái cơ cấu tăng này nó cũng giúp cho Hòa Phát khá là nhiều, bởi vì vị thế doanh nghiệp đầu ngành. Và trong năm 2023 thì Hòa Phát đẩy mạnh xuất khẩu khá là nhiều, cho nên các cái doanh nghiệp mà trong nước của chúng ta gặp vấn đề khó khăn thì Hòa Phát cũng lấy được cái thị phần của họ luôn ha. Nên là đây là một trong những cái con số biết nói để chúng ta thấy rằng là khi mà anh chị lựa chọn những cái doanh nghiệp đầu ngành á, anh chị sẽ thấy là trong những cái thời điểm mà khi phân hóa thị trường á, là doanh nghiệp đầu ngành họ có những cái rất là lợi điểm. Chúng ta thấy ở đây nè, yếu tố thứ ba đó chính là tỷ trọng kênh xuất khẩu trong doanh thu tăng lên, để giúp cho công ty chuyển được cái mức tăng giá nguyên liệu sang giá bán thép dễ dàng hơn. Cái phần này đáng lẽ là Đông có nói, đáng lẽ là Đông nên nói với anh chị ở cái phần chuyển vọng ngành á, nhưng mà cũng muốn sang đây để mà ví dụ minh họa cho anh chị hiểu hơn. Tức là cái nhóm ngành thép của chúng ta trong năm 2024 sẽ có một số áp lực, đặc biệt nó sẽ liên quan tới lại giá nguyên vật liệu đầu vào, khi mà giá than cốc và giá than đã có xu hướng là phục hồi dần, cho nên là khả năng là cái chi phí để mà sản xuất ra nó cũng sẽ tăng lên. Nhưng mà được là cái tỷ trọng kênh xuất khẩu của Hòa Phát và đặc biệt các doanh nghiệp khác như là Hoa Sen và Nam Kim bắt đầu đã tăng lên cái mảng này. Nên là nếu như mà ở thị trường ở trong nước của chúng ta thì chắc chắn là doanh nghiệp bây giờ cái thị trường nội địa nó quá yếu anh chị. Cho nên cái việc mà anh chị càng tăng giá bán lên thì cũng không ý nghĩa gì, đúng không ạ? Mà nhiều khi anh chị tăng giá bán lên thì anh chị lại càng đánh mất thị phần nữa và anh chị không cạnh tranh được. Nhưng mà cái thị trường, cái kênh xuất khẩu thì nó đang có yếu tố là nó sẽ tăng trưởng tốt và cái cung ở trên thị trường toàn cầu nó cũng phục hồi trở lại được. Cho nên khi mà có bị đội cái giá vốn lên thì các doanh nghiệp như là Hòa Phát cũng sẽ dễ dàng chuyển đổi cái phần giá trị tăng lên đó sang cái phần lợi nhuận mà xuất khẩu, thì nó cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp của chúng ta không có gặp những cái yếu tố rủi ro như là về cái chi phí đầu vào nó tăng lên. Đây cũng là một cái điểm khá là hay. Tập đoàn Hòa Phát của chúng ta đã đi sơ qua là như thế về bức tranh về lợi nhuận và những cái yếu tố là mở rộng về những cái dự án mới như là mở rộng Dung Quốc 2 anh chị ha. Thì đây là yếu tố cơ bản của Hòa Phát
cho nên cũng 124, và Đông sẽ cập nhật thêm với anh chị nếu mà có những cái yếu tố mới anh chị ha. Và nếu như anh chị muốn nhận thêm những cái báo cáo mới thì Đông có thể là mời anh chị tham gia trong nhóm cộng đồng á, để mà chúng ta có thể cùng trao đổi với nhau. Với lại là thường thì nếu như đối về những cái yếu tố về ngành á, thì Đông sẽ viết những cái báo cáo về ngành thông qua cái dạng file là PDF để gửi cho cả nhà ha, thì anh chị có quan tâm hay là tham gia vào trong nhóm. Tiếp theo chúng ta sẽ tới cổ phiếu Hoa Sen, tập đoàn Hoa Sen HSG niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE. Cũng sẽ có một cái câu hỏi Đông đánh giá là khá là hay. Hôm trước có một anh hỏi mình, nếu như Hòa Phát nó tốt như vậy tại sao không mua Hòa Phát hết đi em, mua Hoa Sen với Nam Kim làm chi? Chưa nói gì về mặt doanh nghiệp anh chị ha, mà chúng ta đã nghe Hòa Phát xong là anh chị thấy hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn rồi. Mua Hòa Phát là chắc chắn là an toàn rồi, vị thế doanh nghiệp đầu ngành ở Việt Nam thì chắc chắn là ngành thép Hòa Phát là vua rồi, đúng không ạ? Và dường như anh chị thấy là báo cáo tài chính năm 2023 thì Hòa Phát cũng rất là nổi trội hơn. Về hướng chiến lược thì mọi thứ nó cũng đều tốt hơn và có thêm yếu tố mới của ngành nữa. Rồi thì tại sao Hoa Sen và Nam Kim vẫn có một cái thanh khoản rất là cao và vẫn có nhiều người đầu tư người ta tham gia? Thì Đông sẽ chia sẻ cái quan điểm của Đông như sau ha. Hòa Phát là một thỏi vàng quá tốt rồi. Thì khi mà chúng ta mua một thỏi vàng thì chúng ta kỳ vọng nó thành kim cương, mà vàng mà thành kim cương đó, thì nó khó, đúng không ạ? Cho nên là ai bây giờ người ta cũng đu vào người ta mua Hòa Phát hết, nên là cái số lượng cổ đông của Hòa Phát á nó rất là nhiều, cho nên khi mỗi lần tăng giá thì chắc chắn Hòa Phát sẽ không có những cái biên lợi nhuận tăng quá lớn so với lại là Hoa Sen và Nam Kim. Nếu như cùng một sóng tăng á thì thường ví dụ như Hoa Sen và Nam Kim mà tăng khoảng tầm là hai phiên trần đi là 14% đi, thì Hòa Phát cỡ chừng là 8% thôi, hay là cao lắm là 10%, chứ khó bao giờ mà dường như là mình theo dõi hết trong cái quá trình luôn á, nếu như mà xét trên tổng thể thì hầu như là Hòa Phát không thể nào mà tăng trưởng nhanh hơn so với lại Hoa Sen và Nam Kim nếu như mà anh chị đầu cơ trong một cái giai đoạn ngắn hạn. Nên là thường á, Hoa Sen và Nam Kim á, thì những anh chị nào mà chúng ta bắt chúng ở sóng thép á, anh chị thích đánh hai mã cổ phiếu kia hơn. Nhưng mà bù lại Hòa Phát á, thì nó lại giải quyết được câu chuyện á, là nhà đầu tư vốn lớn người ta bỏ tiền là người ta mua được. Chúng ta có thể là khoảng tầm là đôi 3 tỷ thì anh chị mua Hoa Sen và Nam Kim khá là thoải mái, nhưng mà đặt cái vấn đề là 20 tỷ, 30 tỷ hay 50 tỷ đi, anh chị đâu thể nào mà đánh cái cổ phiếu như Hoa Sen và Nam Kim được. Anh chị phải lựa chọn những cái doanh nghiệp có cái mức thanh khoản là lớn nè. Thứ hai là cái vị thế doanh nghiệp nó tốt, để khi anh chị đầu tư vào cái vốn lớn á, là cái mà chúng ta quan trọng hàng đầu á, đó chính là về quản trị vốn, chứ không phải là nói về câu chuyện mặt lợi nhuận anh chị ha. Đó là tại sao là mặc dù là Hòa Phát rất tốt nhưng Hoa Sen và Nam Kim chúng ta vẫn sẽ có những cái cơ hội đầu cơ ngắn hạn là như thế. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói tiếp tục về Hoa Sen. Lợi nhuận dự kiến phục hồi mạnh trong năm 2024 sẽ là một trong những cái điểm sáng nhất của Hoa Sen đối với lại ba cái doanh nghiệp mà chúng ta thấy là Hoa Sen, Hòa Phát và Nam Kim. Bởi vì á, cái năm 2023 là cũng là một trong những cái năm có một cái mức nền rất là thấp, và đây cũng là cái mức thấp nhất kể từ năm 2006 luôn anh chị ha. Nên là cái lợi nhuận của năm 2024 có thể là Hoa Sen sẽ chưa thể nào mà tăng lợi nhuận như Hòa Phát được. Bởi vì một cái ông doanh nghiệp đầu ngành mà hưởng lợi quá nhiều mà, thì làm sao mà Hoa Sen có thể so sánh được. Nhưng mà Hoa Sen có một cái mức nền thấp của năm 2023, nên đối với lại cổ phiếu này thì họ sẽ hưởng lợi được yếu tố là tăng trưởng khá là mạnh cho năm 2024 anh chị ha. Đây cũng là một trong cái điểm khá là lớn. Và nhà đầu tư của chúng ta thì đôi lúc đâu có xem là cái giá trị đâu, mà chỉ nghe câu chuyện là Hoa Sen quý 1 năm 2024 lãi 15% so với cùng kỳ, hay lãi 16% so với lại cùng kỳ. Anh chị nghe có hấp dẫn không ạ? Ăn gì nghe hấp dẫn thì dòng tiền tự động nó cũng sẽ vào, cho nên đây cũng là một trong những cái lợi điểm của Hoa Sen ha. Xét thêm một chút về yếu tố như là sản lượng tiêu thụ của Hoa Sen á, thì được dự kiến sẽ tiếp tục đà phục hồi khi mà các thị trường xuất khẩu chính của Hoa Sen á, như là Mỹ và EU hồi phục khi mà lạm phát đi xuống và kỳ vọng hạ lãi suất nè. Anh chị thấy là cái báo cáo của cái ngành đầu tiên á, Đông có chia sẻ gì khúc này nè. Đó, cái ngành đầu tiên chị thấy không ạ? Thì Mỹ và châu Âu này dự kiến cũng sẽ phục hồi khá là tốt, đặc biệt thị trường châu Âu phục hồi khá là mạnh là 5,8% ha, và Hoa Sen thì có hưởng lợi cái này khá là khỏe. Tiếp theo là thị trường bất động sản nội địa đang có dấu hiệu phục hồi tốt trong việc phục hồi, đặc biệt là sau những cái biện pháp tăng trưởng của chính phủ, nên là chắc chắn là những cái yếu tố này là nó đi theo là cái chuyển vận ngành này anh chị ha. Và cái giá thép xuất khẩu tại Mỹ và EU có đà tăng tốt, trong khi hàng tồn kho giá thấp được tích lũy trong hai quý trở lại đây sẽ giúp cho biên lợi nhuận mở rộng. Đó là ông chia sẻ cho anh chị như sau. Đó là cái giá bán và cái giá nhập khẩu tại thị trường Mỹ và EU á, bây giờ nó vẫn đang khá là cao. Cho nên các cái doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta hưởng lợi là cái gì? Là chúng ta nhập khẩu được với lại một cái mức
giá thấp thì hầu như á, Hoa Sen và Nam Kim á anh chị, không phải là hai doanh nghiệp sản xuất ra HRC anh chị ha. Lưu ý cái này giúp cho Đông ha. HRC của Nam Kim và Hoa Sen đa số là nhập khẩu sau đó về là họ mới cán ra tôn mạ để mà họ dùng, hoặc là họ có thể là lấy cái việc là họ nhập khẩu từ cái nguồn rẻ để họ bán cho một cái nguồn giá cao hơn. Cho nên là với cái việc là họ đã tích trữ cái hàng tồn kho trong 2 quý trở lại đây thì cũng sẽ giúp cho họ có được cái biên lợi nhuận khá là tốt. Cho nên 2024 mà khi mà hai cái thị trường này tiếp tục phục hồi, và đặc biệt hai thị trường này đang có một cái mức giá nhập khẩu về thép khá là cao, nên sẽ giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu nó sẽ có những cái yếu tố hưởng lợi. Nên chị lưu trước Đông ha. Hòa Phát á là doanh nghiệp sản xuất từ đầu cho tới ngọn luôn. Hòa Phát là doanh nghiệp có làm ra HRC, nên là Hòa Phát có một cái đoạn ở đó là Hòa Phát hưởng được cái biên lợi nhuận ở đấy anh chị ha. Còn như là Hoa Sen và Nam Kim ấy thì đâu có sản xuất được đâu, nên là cái lợi nhuận của cái phần sản xuất á thì lại cho cái doanh nghiệp khác, họ chỉ có từ cái giai đoạn là nhập khẩu về sau đó họ cán ra tôn mạ hay là họ bán cái tiếp tục của HRC, nên là họ chỉ là mang cái yếu tố là ăn cái biên chênh lệch đấy thôi. Nên là tại sao lúc nào nhắc về ngành thép thì Hòa Phát nó cũng là một cái ông quá lớn là như thế. Tiếp theo mình sẽ nói về cổ phiếu Nam Kim anh chị ha. Thì kỳ vọng biên lợi nhuận gộp cho năm 2024 cải thiện, thì Nam Kim đã gia tăng hàng tồn kho giá rẻ từ 3 quý đầu năm của năm 2023 rồi, và báo cáo tài chính quý tư đồng nghĩa là sắp tới cũng ra, nhưng khả năng là vẫn gia tăng hàng tồn kho đó là bởi vì cái yếu tố về xuất khẩu thì Nam Kim đẩy mạnh xuất khẩu khá là nhiều anh chị ha. Nam Kim trong thời gian vừa qua thì cũng đã vượt lên so một chút so với lại Hoa Sen về cái mảng là xuất khẩu đó, đang khá là tốt. Và giá tôm mạ có xu hướng là tăng trong quý tư năm 2023 tại cái thị trường nội địa lẫn như là quốc tế. Thì anh chị sẽ thấy là bắt đầu gần Tết thì tất yếu là sẽ có nhu cầu sửa sang nhiều hơn, và đặc biệt là về cái máy tôn, cho nên là cái xu hướng giá bắt đầu nó cũng sẽ phục hồi trở lại. Thế mạnh xuất khẩu phát huy trong nửa đầu năm 2024 thì nhu cầu nhập khẩu từ khu vực EU vẫn được duy trì trong quý 1 năm 2024 nhờ cái mức giá cạnh tranh. Hồi nãy Đông có chia sẻ cho quý anh chị á, là do là bây giờ họ phải cân đối về mặt lợi ích, cho nên là cái giá của họ nhập tại các cái thị trường lân cận nó quá cao đi, bắt buộc là họ họ phải tăng nhập khẩu ở thị trường Việt Nam của chúng ta, thì các cái doanh nghiệp như là Nam Kim và Hoa Sen sẽ được hưởng lợi khá là nhiều. Một số nhà sản xuất tại EU cho biết là họ phải duy trì cái mức công suất hoạt động tại các nhà máy ở mức thấp để duy trì được biên lợi nhuận và dòng tiền hoạt động. Tức là nếu như mà họ chạy full công suất chắc chắn là họ sẽ lỗ. Bởi vì cái thời điểm này là mọi thứ nó đều khó khăn và nhu cầu nó đều thấp, cho nên là chắc chắn là cái cung ở trên toàn cầu á, nó cũng sẽ rất là khó để mà nó có thể là tăng trưởng được quá nhiều, cho nên là cung toàn cầu thì nó giảm và cái nhu cầu thì chắc chắn là nó sẽ phục hồi dần dần trở lại. Nên trong vòng đánh giá là một trong những cái lợi điểm doanh nghiệp xuất khẩu là khá là nhiều á, đối với là những ngành thép ha. Nam Kim thì có lên kế hoạch là khởi động lại dự án nhà máy Nam Kim Phú Mỹ từ năm 2024 với lại công suất là 1,2 triệu tấn một năm, vốn đầu tư là 4.500 tỷ đồng. Thì cái này khi mà khởi động lại dự án thì khả năng là giai đoạn 1 của nó cũng sẽ rơi vào thời điểm của năm 2025, tức là sẽ vận hành năm 2025 anh chị ha. Đây là Nam Kim với lại Hòa Phát thì có cái câu chuyện là có thêm những cái yếu tố mới để giúp cho doanh nghiệp đột biến, còn Hoa Sen thì Đông đánh giá là chưa có yếu tố này, nên xét về bức tranh chung thì Đông đánh giá là Nam Kim và Hoa Sen, sorry, vậy Nam Kim và Hòa Phát cũng sẽ là hai cái doanh nghiệp có những cái yếu tố mà tăng trưởng tốt nhất cho năm 2024 anh chị ha. Đó là mặc dù chúng ta nói về câu chuyện là giá có thể là phản ứng trước những yếu tố thông tin về doanh nghiệp, nhưng mà khi anh chị nhìn vào hiện tại đi thì rõ ràng anh chị thấy là cái sức mạnh về giá thì hiện tại là Nam Kim và Hòa Phát cũng tốt hơn so với lại Hoa Sen ở trên sàn đúng không cả nhà. Thì từ từ thì giá nó cũng sẽ phản ánh cái câu chuyện thực tế, là có thể là trong một cái giai đoạn ngắn hạn nó sẽ không phản ánh được, nhưng mà về chung và dài hạn anh chị thấy trong khoảng tầm đầu năm cho tới hiện tại đi thì rõ ràng là Hoa Nam Kim và Hòa Phát đều khỏe hơn Hoa Sen cả anh chị ha. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau đi tới phần phân tích kỹ thuật về các cái mã mà Đông có chia sẻ cho anh, vậy là ba mã Hòa Phát, Nam Kim và Hoa Sen. Thì chắc chắn là về góc độ kỹ thuật á thì cũng sẽ có anh chị thích đánh đầu cơ, có anh chị thích đánh đầu tư, nên Đông sẽ chia sẻ theo hai chiều hướng nha, để anh chị có thể là có sự lựa chọn cho chính bản thân mình. Đối với lại Hòa Phát thì Đông đánh giá là nếu như theo góc độ về đầu cơ thì cũng được, nhưng mà nếu như lựa chọn về đầu cơ và đánh theo sóng ngành thì Đông vẫn khuyên anh chị là Nam Kim và Hoa Sen sẽ nhiều hơn. Nên Đông sẽ chia sẻ trước về cái vùng gom đối với lại Hòa Phát. Nếu như mình muốn đầu tư về mặt chung và dài hạn thì Đông đánh giá cái vùng giá mà phù hợp nhất và đáng để mà anh chị có thể là mua gom nhất, đó chính là vùng giá khoảng tầm là 26.5 anh chị ha. Tức là quanh cái biên độ khoảng tầm là mức giá 26 cho đến mức giá khoảng tầm là 26.5 thì Đông đánh giá Hòa Phát anh thấy là mua gom được.
Và theo cái góc độ về mặt đầu tư á, là không phải là chúng ta cố gắng có cái vị thế đó trong một cái thời điểm sớm nhất có thể. À, bởi vì Đông đánh giá là cái thị trường chung của chúng ta nó vẫn sẽ còn những cái yếu tố lình xình, và chắc chắn những cái nhóm ngành như là nhóm ngành thép á, thì trong giai đoạn ngắn hạn á, thì nó vẫn chưa thể nào mà nó bật tăng ngay được. À, cho nên là Đông vẫn khuyên là anh chị, nếu mà anh chị mua đầu tư, anh chị nên chờ những cái vùng giá tốt anh chị gom ha. Đông nghĩ là vùng giá khoảng tầm là 26.5, khoảng tầm là 26, nhưng hãy là cân nhắc mua gom được ha. Cái kỳ vọng mục tiêu của Đông cho năm 2024 đối với lại Hòa Phát, nếu như mà kịch bản cơ sở của chúng ta rất tích cực á, tức là tích cực ở đây có thể là kinh tế Việt Nam của chúng ta là chắc chắn sẽ phục hồi rồi, là bởi vì là chúng ta đã đi qua những cái giai đoạn khó khăn nhất rồi. Nhưng một cái dấu chấm hỏi nó vô cùng lớn, đó chính là cái thị trường toàn cầu. Tức là bây giờ chúng ta có một cái kịch bản cơ sở đó, thì cực kỳ cái cơ sở đó dựa trên tốt và xấu á, nó sẽ được phân hóa về một cái yếu tố, đó chính là nền kinh tế Mỹ có đi vào suy thoái hay không. À, nên chị lưu ý cái đó giúp cho Đông ha. Nên là nếu như kịch bản xấu, kịch bản nó không thuận lợi đi, và khả năng nền kinh tế của Mỹ có thể sẽ đi vào suy thoái nhiều hơn, hay thậm chí là sẽ đi vào suy thoái ở khoảng tầm là nửa cuối năm 2024, thì có thể là Hòa Phát sẽ rất là khó có thể đạt được một cái mục tiêu như là cái kịch bản cơ sở tốt nhất á, là mức giá khoảng tầm là 3 35. Đông sẽ dự phóng là nếu như mà nền kinh tế Mỹ lướt qua được cái suy thoái, tức là họ hạ cánh mềm thành công á anh chị, thì mức giá 35 sẽ là một cái giá rất là phù hợp cho Hòa Phát ha. Còn nếu như mà khả năng nền kinh tế Mỹ có nhiều nguy cơ, và anh chị thấy á, bắt đầu dần dần tới hết tháng 3 và tháng 4 á, thì đã có nhiều dự phóng chia sẻ là nền kinh tế Mỹ sẽ đi vào suy thoái, hay là những cái chỉ số thông báo trước cho chúng ta như là về cái tỷ lệ lạm phát nè, hay là về đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu nè, hay là cái yếu tố về mặt lạm phát của Mỹ, một số những yếu tố mà liên quan á, mà nó báo hiệu cho khả năng là Mỹ sẽ có thể là sẽ hạ cánh cứng á, thì Đông đánh giá là có thể năm 2024 á, Hòa Phát chỉ có thể đạt mức giá cao nhất là khoảng tầm là mức giá khoảng tầm là 30 thôi anh chị ha. Nên đây sẽ là hai cái kịch bản mà chúng ta phải là cân nhắc cho góc độ anh chị về đầu tư. Còn chúng ta mua là sẽ mua giá khoảng tầm là 26.5, Đông đánh giá khá là phù hợp. À, thì nếu mà nói về tỷ trọng thì Đông đánh giá đối với là những ngành thép thì anh chị cũng phải là phân bổ một cái khoản tỷ trọng cho nó phù hợp thôi, bởi vì đây cũng là một trong những cái nhóm ngành nó được tính là nhóm ngành có beta cao, tức là đây không phải là ngành bền vững anh chị ha. Ngành bền vững là ngành kinh tế có như thế nào thì tôi vẫn làm ra tiền, tôi vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều. Năm kinh tế tốt thì tôi tốt hơn một chút, năm kinh tế xấu thì tôi cũng xấu hơn một chút, chứ tôi không có bị là yếu tố là đổ đèo hay là đột biến. À, nên là nhóm ngành thép ấy, thì Đông đánh giá là anh chị chỉ nên phân bổ một cái số lượng vốn ấy, khoảng tầm là 25%, mà Đông đánh giá là tối đa là nó phù hợp nhất, bởi vì đây là một cái nhóm ngành có yếu tố biến thiên khá là nhiều ha. Nên là cố gắng là anh chị đừng phân bổ một cái tỷ trọng vốn lớn, đặc biệt đối với anh chị chúng ta đánh đầu tư á, thêm mà anh chị phân bổ lớn quá thì đôi lúc đó là nhóm ngành nó có beta cao như thế này, thì những cái gì những cái yếu tố rủi ro trên thị trường nó cũng sẽ có thể xảy ra, thì nó sẽ tác động một cái tài sản của anh chị khá là lớn ha. Nên là giá mua sẽ là 26.5, còn tỷ trọng sẽ là mức giá khoảng tầm là 25%. Còn kịch bản mà xấu á, mà là kịch bản cơ sở á, kịch bản thấp nhất á, nó sẽ là khoảng tầm là 30, còn mà kịch bản tốt nhất á, nó sẽ là mức giá khoảng tầm là 35 anh chị ha. Thì Đông đánh giá nếu như một cái kịch bản tốt nhất á, thì chúng ta sẽ có mức lợi nhuận cho năm 2024 sẽ là 31% nếu như anh chị mua giá khoảng tầm là 26.5. Còn nếu như trường hợp mức giá khoảng tầm là 30 thôi thì lợi nhuận nó sẽ khoảng tầm là 13% anh chị ha. Đối với lại các danh mục đầu tư thì anh chị cân nhắc cho Đông mức giá mà chúng ta sẽ cắt lỗ để mà chúng ta quản trị lại là từ cái giá mua của anh chị khi lỗ khoảng tầm là 10%, thì anh chị nên quản trị qua lại anh chị ha. Đối với lại đầu tư, còn nói về đầu cơ thì như thế nào? Đầu cơ thì chúng ta sẽ đi sâu sát nhiều hơn vào cái phần biến động giá ngắn hạn và kèm theo những yếu tố thông tin sắp tới. Và Hòa Phát chắc chắn sẽ là một trong những cái doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận rất là tốt trong cái quý tư của năm 2023, thì khả năng cũng sẽ có một cái sóng kỳ vọng theo cái này, và dòng tiền đầu cơ cũng sẽ lan tỏa theo thị trường đi theo cái yếu tố này anh chị ha. Nên Đông đánh giá cũng sẽ có một cái nhịp phục hồi ngắn hạn đối với lại cái nhóm ngành thép. Thì chú ý với Đông cái này nè. Nói về chạm 1 giờ ha, Đông mở cho anh chị xem ha. Đây. Chạm 1 giờ thì anh chị thấy là Hòa Phát sau cái phiên ngày hôm 12 tháng 1 á, thì Hòa Phát đã có hai cái nhịp là test xuống cái vùng giá là 27. Đây có hai nhịp test xuống đây. Hai nhịp này, sau đó hai nhịp này thì đều có những cái tín hiệu rút chân lên hết. Và nếu như mà anh chị xem về yếu tố của RSI á, hay là xem về yếu tố của MACD á, thì nếu mà chúng ta xem chạm 1 giờ thì chúng ta vẫn chưa thấy có những cái động lực quá lớn. Nhưng mà anh chị xem về trong những cái giai đoạn trước đó anh chị thấy á, thì thường cái cổ phiếu này á,
là họ test đáy là họ sẽ thường test một cho tới hai lần, sau đó họ mới bật. Nhưng quan trọng nhất á, là khi họ test đáy á, thì cái đáy đó nó sẽ không thủng nữa, thì xác suất mà bật lại khá là cao. Như thế nè, test đáy một hai lần nè, test đáy một lần nè, test đáy lần hai nè, test đáy lần hai thậm chí là nó còn không quay về cái vùng giá cũ nữa. Và Đông quan sát Hòa Phát trong khoảng thời gian này, Đông thấy á, thường á, khi mà Hòa Phát test đáy hai lần mà đáy sau cao hơn đáy trước á, thì xác suất là cái nhịp đó nó sẽ tăng lên khá là cao. Còn nếu như mà test đáy mà đáy sau thấp hơn đáy trước á, thì xác suất mà nó gãy là khá là lớn anh chị ha. À, và chúng ta sẽ xem tiếp tục là về cái yếu tố trong hiện tại, thì cái đáy sau nó đang thấp hơn đáy trước và chưa có những cái tín hiệu quá quyết liệt, nên chị thấy nè, RSI hay là MACD thì chưa có một cái tín hiệu nào gọi là quay đầu lên cả, nên là Đông vẫn chưa khuyến khích anh chị là mua ngay cái thời điểm hiện tại. Và thường á, Đông sẽ thường dùng cái đường mà A200 ở cái chặp 1 giờ để Đông đánh giá xem coi là nó test đi test lại như thế nào. Thì Đông đánh giá khả năng trong ngắn hạn, trong ngắn hạn thì Hòa Phát nếu mà thị trường chúng ta tích cực và tốt á, nó sẽ có những cái nhịp mà nó sẽ quay trở lại kiểm định lại cái đường mà A200 này, và sau đó sẽ có một cái vùng mà điều chỉnh về cái vùng giá quan tâm là 26.5 trước khi mà nó có cái nhịp là bật tăng lên. Nên đối với là anh chị nào mà chúng ta muốn đánh trading ngắn hạn đối với lại đầu cơ cổ phiếu Hòa Phát á, thì canh cho Đông mức giá là dưới 27 thì có thể là nhặt và anh chị có thể là gom dần được anh chị ha. Và kỳ vọng của mình là trong ngắn hạn á, nó sẽ rất là khó quay trở về vùng giá cao, thì khả năng á, là nó sẽ quay trở về là cái vùng giá mà nó giao dịch nhiều nhất cho cả một cái đợt sóng này. Thì Đông đánh giá là khả năng nó sẽ quay trở về cái vùng giá khoảng tầm là 28 anh chị, tức là cái vùng giá trên đây nè chị thấy nè. Tức là khi lên 28 thì áp lực cung khá là nhiều, và dường như cái giai đoạn này á, nó sẽ gặp một cái áp lực của nhà đầu tư nước ngoài. Mấy giai đoạn gần đây thì nhà đầu tư nước ngoài đang mua lại, khi mà vùng giá nó về cái vùng giá tương đối tốt một chút thì nước ngoài đang có mua lại. Nhưng mà khi cổ phiếu nó lên vùng giá tầm là 28 chấm mít thì cung vùng này đang khá là nhiều. Thì Đông đánh giá nếu như mà anh chị muốn đầu cơ, anh chị canh vùng giá dưới khoảng tầm là 27, khoảng tầm là 26.8 đi. Thì coi nhắc anh chị mua 26.8 lên đến vùng giá này là khoảng tầm là 4% cho cái nhịp đầu cơ này, Đông đánh giá là cũng hợp lý. Hợp lý anh chị ha. Còn nếu như với cái câu chuyện báo cáo tài chính quý tư thì nó phải đi theo yếu tố thị trường. Tại vì thường cái nhóm ngành thép á, nó hay tạo đỉnh trong những cái giai đoạn mà báo cáo tài chính ra lắm. Tại vì thường nhóm ngành này nó khá nhạy và nó thường đã đánh trước cho một cái con sóng tăng rồi ha. Nên nói về yếu tố đầu cơ thì Đông nghĩ là Hòa Phát nó chỉ có mức độ lợi nhuận khoảng tầm là 4-5% thôi. Còn cao hơn thì khá là khó. Còn nếu như anh chị muốn mua đầu tư á, thì chúng ta sẽ bắt đầu mua cơm dần anh chị ha, từ 26 cho tới nhóm tầm là 26.5. Rồi tiếp tục sẽ là Nam Kim. Này Nam Kim. Nam Kim thì mức giá cho cái kịch bản tốt nhất của chúng ta sẽ là mức giá khoảng tầm là 29.5. Còn kịch bản mà Đông đánh giá nó có phần tiêu cực hơn á, và giống như Hòa Phát đi, thì cái nền kinh tế Mỹ khó thể nào mà hạ cánh mềm được, khả năng là họ sẽ hạ cánh cứng. Thì Đông đánh giá là với những cái yếu tố tích cực trong một hai quý sắp tới thì có thể là cổ phiếu thép nó cũng sẽ có những cái nhịp tăng giá tích cực. Thì Đông đánh giá là kịch bản mà cao nhất năm 2024 á, là khoảng tầm là mức giá là 26 anh chị ha. Đây là cái kịch bản cơ sở nè, đây là kịch bản tốt hơn cơ sở là 29.5. Đây là hai cái mức mà chúng ta sẽ cân nhắc. Nếu mà cái lợi nhuận khi mà anh chị mua gom á, thì Đông đánh giá là anh chị mua đầu tư, anh chị mua gom á, thì anh chị sẽ xem đây nè. Nam Kim á, là cổ phiếu hiếm hoi trong nhóm ngành thép là đã vượt được cái đỉnh của giai đoạn tháng 9 rồi. Sau đó thì nó đã có hai lần nó quay lại để mà nó test đỉnh nè. Lần đầu tiên nó vượt đỉnh thành công quay lại test đỉnh nè. Lần này nó chuẩn bị nó quay trở lại mà nó test đỉnh lần thứ hai. Thì Đông đánh giá với anh chị nào mà chúng ta đánh đầu tư á, thì khả năng rất cao cái vùng giá này nó chỉ bull lên nhẹ thôi, nó rất là khó. Nên để mà cho anh chị mua đầu tư nó hợp lý á, thì Đông đánh giá là anh chị phải chờ một cái nhịp. Khi mà cổ phiếu nó có một cái nhịp đủ á, nó quanh được cái vùng giá khoảng tầm là 21.5 á, thì vùng này anh chị mua gom nó khá là phù hợp. Đây, vùng này anh chị mua gom nó sẽ khá là phù hợp anh chị ha. Nếu mà anh chị muốn đánh lâu dài á, vùng này mua gom khá là phù hợp. Còn cái vùng mà Đông nói ở trên đây nè, tức là cái vùng giá khoảng tầm từ 22.7 cho tới vùng giá khoảng tầm là 23, đây là cái vùng mà anh chị mua đánh đầu cơ ngắn hạn để đi theo cái báo cáo tài chính và quý tư sắp tới anh chị ha. Thì theo báo cáo tài chính quý tư sắp tới thì Đông đánh giá là khả năng nó cũng chỉ quay trở về trước là cái vùng đỉnh ngắn hạn thôi, tức là vùng giá này. Đây nè anh chị thấy nè, Nam Kim nè, thì dường như là trong cái giai đoạn vừa qua anh chị thấy nè, là nó luôn luôn là tạo ra các cái đỉnh sâu thấp hơn cái đỉnh trước, nên là đang trong một cái xu hướng của một cái trên giảm đúng không ạ? Nhưng mà cái tín hiệu tích cực của Nam Kim á, tốt hơn so với lại Hòa Phát anh chị thấy á, là MACD của nó trong chặng 1 giờ đã có tín hiệu cắt lên lại dần rồi. Cắt lên lại dần rồi đúng không cả nhà? Và anh chị thấy là cái dấu hiệu của RSI đã có tín hiệu là nó nhóm lên. Nó không có nằm ở giai đoạn là nó cắm xuống vùng giá thấp nữa như là Hòa Phát anh chị thấy nè. Hòa Phát thì bây giờ vẫn đang nằm
chấm xuống như thế này nè, nên khả năng là Hòa Phát sẽ không phải là cổ phiếu đầu tiên phục hồi cho nhóm ngành thép, và khả năng Nam Kim sẽ là nhóm phục hồi đầu tiên là khi nó đã có những tín hiệu của MACD cắt như thế này rồi. Và nếu mà anh chị có theo dõi Đông về phân tích kỹ thuật thì Đông hay thường dùng nói các lệnh của MACD lại để mình tìm ra một cái điểm rác. Thì thường cái điểm rác này trong chạm 1 giờ khi anh chị mua cái điểm này á, xác suất mà anh chị thắng nó sẽ vô cùng cao anh chị ha. Thắng nó sẽ là vô cùng cao vì Đông đánh giá trong cái giai đoạn ngắn hạn thì Nam Kim nó sẽ có một cái nhịp bật tăng về cái vùng giá. Khi mà có những cái thông tin tích cực lan tỏa như là về chịu phóng lợi nhuận thì khả năng nó sẽ quay trở về trước cái vùng đỉnh ngắn hạn nó tạo ra ngày 25 tháng 12, tức là vùng giá khoảng tầm là 25 ha, 25. Nên là quanh cái vùng giá hiện tại từ mức giá khoảng tầm là 22.8 thì là 23, anh chị canh những cái nhịp bung lắc anh chị mua trở về lên vùng giá tầm là 25 thì biên lợi nhuận chúng ta được sống ngắn hạn khoảng tầm là 8% anh chị ha. Cho nên chúng ta đánh là đầu cơ ngắn hạn. Còn đầu tư thì Đông khuyên anh chị là nên chờ vùng giá tốt hơn, hay tầm là 21.8 cho tôi nhớ tầm là 22 anh chị mua thì nó sẽ khá là phù hợp ha. Nếu mà chúng ta mua gom anh chị mua đầu tư được. Kịch bản cơ sở sẽ là mức giá khoảng tầm là 25.8 và kịch bản tốt nhất sẽ là mức giá tầm là 29.5 đối với là Nam Kim ha. Cho góc độ từ đầu cơ cho tới là đầu tư thì cả nhà có thể xem xét. Đông cũng sẽ mở thêm cho anh chị về may để anh chị xem nè. Đây, Đông mở may cho anh chị xem đây. Này Đông đánh giá như thế này. Tức là trong thời điểm ngắn hạn nó cũng sẽ có những cái nhịp mà nó tăng lên trở lại quay quanh cái vùng đỉnh cũ, nhưng mà khả năng nó phải có những cái nhịp để mà nó test lại là cái vùng may này trước khi nó có những cái nhịp bứt phá lên. Nên là với những cái thế may như thế này nè anh chị. Nhưng cái thế may như thế này nè thì cổ phiếu nó cũng sẽ rất là khó để mà nó vút tăng một cái nhịp mà nó tăng lên quá mạnh được. Và nó thường nó phải test đi test lại trong một cái vùng may này. Thì Đông đánh giá là anh chị nào mà chúng ta mua đầu tư á, chúng ta nên kiên nhẫn và chờ những cái vùng giá tốt anh chị mua ha. Hạn còn anh chị chúng ta muốn đánh đầu cơ thì có thể chích ra khoảng tầm là 10-15% anh chị đánh. Còn nếu mà nói về đầu cơ thì tiểu lý cho Đông là chỉ có Nam Kim và Hoa Sen, Đông nghĩ là khá là phù hợp ha. Rồi tiếp tục Đông nói về cổ phiếu của Hoa Sen. Đây Hoa Sen thì khi anh chị nhìn vào chạm 1 giờ anh chị thấy là cổ phiếu nó đang có một cái đường trendline ngắn hạn được nói bởi ba cái vùng đỉnh được tạo ra trong năm 2023 và đầu năm 2024 anh chị ha. Thì đây là một trong những cái vùng kháng cự rất là mạnh của cổ phiếu. Nên khi mà anh chị thấy là cái lần sau quay trở lại là chạm một phát nhẹ vô là cổ phiếu ngày hôm đó đóng cửa mức giá là thấp nhất trong ngày luôn anh chị ha. Nên là đây cũng là một trong những cái vùng kháng cự mạnh. Nhưng mà theo yếu tố về phân tích kỹ thuật á, những cái vùng kháng cự mạnh nó thường sẽ bị dễ bị phá hủy hơn là những cái vùng là kháng cự yếu. Những cái vùng kháng cự yếu thì thấy không, là có thể là nó phải test đi test lại một hai lần thì nó trở thành vùng kháng cự mạnh. Rồi khi trở thành cái vùng kháng cự mạnh thì đại đa số nhà tư chúng ta cho rằng là lên nó sẽ bán thì cái vùng đó nó sẽ dễ phá vỡ hơn. Nhưng mà thường cái đặc tính của cái vùng kháng cự mạnh là cái gì, thường khi sau đó phá vỡ rồi nó sẽ thứ là nó sẽ test lại. Cho nên đối với là các nhà giao dịch người ta đầu cơ ngắn hạn thì có xem là có thể là người ta sẽ không mua cái vùng giá này bởi vì không biết nó có hồi được hay không. Thì người ta sẽ chờ một cái nhịp khi nó test lại cái vùng giá này nè, khi nó phá vỡ thành công nè, test lại cái vùng giá này nè, thì người ta sẽ tham gia mua ha. Đó cũng là một cách giao dịch, Đông chia sẻ thêm cho anh chị thôi. Còn nói về năm Hoa Sen hiện tại thì Đông đánh giá đang kẹp giữa một cái đường trendline lớn, anh chị xem nè. Đây, nói từ cái giai đoạn mà nó phục hồi trong năm 2022, anh chị thấy là bắt đầu cái dao động của nó có xuống là nó đang siết biên độ trở lại rồi. Bắt đầu gần đây thấy nè, dao động bắt đầu đang siết biên độ trở lại. Thì đây là một trong những cái dạng mẫu hình mà tăng giá khá là tốt khi mà biên độ bắt đầu co hẹp trở lại. Và trong cái thời điểm gần đây thì Đông thấy là cái khối lượng của Hoa Sen bắt đầu có xu hướng là giao dịch tăng đột biến lên trở lại. Thì giá bắt đầu quay trở về cái vùng giá trước đây, mà đây cũng là một trong cái vùng giá mà giao dịch nhiều nhất của cổ phiếu tính từ giai đoạn là tháng 9 năm 2023 tới giai đoạn hiện tại. Nên là về cái vùng giá này cũng là một trong những cái vùng cầu khá là tốt nè. Nên cổ phiếu khi mà nó test hai lần anh chị thấy nè, test lần 1, test lần 2 nè, thành công qua cái vùng giá này nè. Thì Đông đánh giá là khả năng là cổ phiếu này nó cũng sẽ bật sâu Nam Kim khi mà anh chị xem chậm 1 giờ anh chị thấy nè. Đó. Đây chị thấy nè, đã có một cái nhịp là nó đã phá vỡ một cái thế giảm mà anh chị thấy không? Đây. Đây nè. Nó đã có một cái nhịp mà nó phá vỡ một cái thế giảm rồi. Nam Kim thì nó khỏe hơn thì cái đường màu xanh này thì nó đang nhổng lên. Còn Hoa Sen thì với cái áp lực cung nó cũng tương đối lớn nè. Nên là cái đường này bắt đầu nó chạm nhẹ lại vào cái đường này. Nhưng mà với một cái thế như thế này thì Đông đánh giá là với thị trường chung của chúng ta chỉ cần rung lắc một vài phiên nữa thì chắc chắn là cổ phiếu này nó cũng sẽ có những cái nhịp nó bứt phá lên khá là tốt. Nên là Đông vẫn đánh giá là Nam Kim với là Hoa Sen anh chị mua đầu cơ ngắn hạn thì cũng khá là hợp lý ha. Quanh cái mức giá Đông đề xuất cho anh chị đối với lại là Hoa Sen, chị cân nhắc cái đồng giá khoảng tầm là 21
1.5 anh chị ha, 21.5 như nó test về vùng giá này nè, cả nhà phải là cân nhắc chúng ta mua đầu cơ ngắn hạn. Thì chưa biết là cái vùng này nó có phá vỡ được hay không, nhưng mà Đông đánh giá với cái xác suất của cái nhịp giảm mạnh như thế này, khối lượng lớn như thế này, nhưng mà cổ phiếu bắt đầu đã cân bằng tốt bên cái giai đoạn trước đó, thì mới là cái lực cầu đỡ bên vùng giá này là đang khá là khỏe. Anh chị thấy nè, cái phiên này giảm rất là mạnh đúng không ạ, sau đó rút chân lên thành công nè. Sau đó là phiên này cũng là một cái phiên hàng về, tất yếu là cũng sẽ có khá nhiều lượng nhà đầu cơ người ta đu bám bên cái phiên ngày 10 tháng 11 nè. Thì phiên ngày mai nó vẫn cân bằng tốt nè, đóng cửa vẫn ngang ngang so với lại phiên ngày 10 tháng 11. Tức là cái vùng ở dưới đây nè, cái vùng dưới đây, cái vùng dưới là 21.2, tôi nhớ tầm là 21.5, thì đây là cái vùng gom của tổ chức nè. Nên là họ cũng không muốn để giá cổ phiếu nó chỉnh vùng giá khá là sâu. Cuối phiên đã nỗ lực đóng cửa giá tầm là 21.7, cao hơn đường mà A50 đây. Đông thấy là đã có lực cầu vào rồi anh chị ha, nó sẽ Đông viên nhịp này nó sẽ vượt qua khỏi cái vùng đỉnh này luôn. Nên nếu về một cái biên lợi nhuận ngắn hạn của chúng ta, khi mà vượt qua cái vùng giá này, tức là nó chạm vào cái vùng đỉnh cũ trước đây là vùng giá là 23, thì biên lợi nhuận của hoa sen trong ngắn hạn chị đánh đầu cơ nó khoảng tầm là 7.5 ha, nó cũng ngang ngang với là hoa sen, hay là cái gọi là cung nhắc đầu cơ ngắn hạn cũng được. Còn nếu như để mà chúng ta có một cái vùng gom hợp lý thì Đông đánh giá là anh chị nên chờ cái vùng này. Đây Đông sẽ xóa bớt cái này ha. Nói về đầu cơ trước cho anh chị thấy ha. Đây, nếu mà chúng ta muốn mua gom hoa sen thì Đông đánh giá cái vùng mà anh chị nên cân nhắc anh chị mua á, mà anh chị tự tin anh chị giải ngân vốn đồng giá khoảng tầm là 20.5 cho tới đồng giá khoảng tầm là 20.8, thì đây sẽ là cái vùng gom cho hoa sen. Để mà chúng ta kỳ vọng là chúng ta đầu tư cho năm 2024 á, với hai cái kịch bản mà tốt nhất sẽ là vùng giá khoảng tầm là 29. Còn cái kịch bản khi mà nền kinh tế Mỹ nó gặp khó khăn á, thì Đông đánh giá khả năng là nó chỉ quay trở về cái vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 9 mà nó tạo ra thôi, tức là mức giá khoảng tầm là 24 thôi anh chị ha. Giá tầm là 24 là cái vùng giá này thôi. Cho nên là nếu như mà chúng ta đầu tư, anh chị cũng nên cân nhắc về cái kịch bản của thị trường Mỹ ha. Bởi vì chúng ta đang nói về câu chuyện là kỳ vọng là Mỹ nó sẽ có thể vượt qua được cái nền kinh tế và sẽ hạ cánh mềm thành công khi mà trong một cái môi trường lãi suất cao. Nhưng mà mọi thứ về kinh tế chúng ta cũng đều đang dự phóng, và chúng ta cũng đều dựa trên những cái dữ liệu của quá khứ, đoán về tương lai chắc chắn nó sẽ có sai số. Nên là nói về góc độ về đầu tư thì Đông đánh giá là anh chị phải nên đặt ra những cái nguyên tắc cắt lỗ cho mình. Nên đối với lại những cái yếu tố mà chúng ta muốn mua để mà đầu tư thì với một cái tỷ suất sinh lợi mà chúng ta kỳ vọng, anh chị thấy nè, nếu mà chúng tôi mà mua quanh cái hoa sen quanh giá khoảng tầm là 20.5 đi, thì kỳ vọng chúng ta khoảng tầm là mức giá 29, tức là biên lợi nhuận của chúng ta nếu như mà năm 2024 mà nó rực rỡ á, nó sẽ khoảng tầm là 40%, thì cái mức mà chúng ta chấp nhận một cái rủi ro cho 40% này là 10%, nó sẽ là vô cùng hợp lý anh chị ha, vô cùng hợp lý ha. Còn nếu mà trường hợp xấu nhất đi là nó quay trở về mức giá khoảng tầm là 24 đi, anh chị mua đầu tư mua 24 đi, thì ví dụ như là câu chuyện của là 16%, nhưng mà đây là một cái kịch bản mà chúng ta không mong muốn chút nào khi mà nền kinh tế Mỹ nó rơi vào cái thế mặt suy thoái á. Thì với một cái mức độ mà chúng ta quản trị rủi ro, anh chị cũng thấy là cái tỷ lệ rủi ro của chúng ta nó cũng đang hơn với cái mức lợi nhuận này, thì cũng là 10%, cũng là cái mức tương đối là phù hợp ha. Nên hầu như các cái mà cổ phiếu mà chúng ta đầu tư, anh chị đặt cái nguyên tắc cho Đông á, từ giá mua cho tới cái mức giá mà chúng ta bán khi mà quá 10% rồi, hoặc là khi chậm 10%, anh chị hay là quản trị rủi ro. Quản trị rủi ro cũng có cách để mà tốt nhất để mà chúng ta tránh cái việc là chúng ta bị rủ hàng, thì anh chị nên bán thăm dò. Tức là mua thì chúng ta cũng nên mua thăm dò, và bán chúng ta cũng nên bán thăm dò. Tức là khi anh chị mua, anh chị cũng nên chia ra hai điểm mua. Mua trước 50% xem vận động giá như thế nào, sau đó chúng ta sẽ mua gia tăng thêm. Hoặc là khi anh chị bán, khi mà nó đã bắt đầu chạm cái vùng để mà anh chị xử lý, anh thể là anh chị bán 50%, sau đó anh chị quan sát thêm. Trường hợp nếu như mà nó không đạt được cái mức độ phục hồi, anh chị bán 50% nữa cũng được. Hạn chế để cho chúng ta all in vị thế vào một lần. Bởi vì chúng ta nên chia ra hai lần. Vì lần một chúng ta sai, lần hai chúng ta sửa được. Tránh cho cái việc là khi mà chúng ta sai, chúng ta phải cắt lỗ hết, hoặc là chúng ta phải mua lại hết toàn bộ thì khá là khó ha. Và khi anh chị chia hai vị thế như thế này thì tâm lý anh chị nó cũng sẽ thoải mái hơn. Trường hợp khi anh chị mua thăm dò, anh chị thấy nó giảm, anh chị còn tiền anh chị mua. Khi mà anh chị cắt ra, anh chị thấy cổ phiếu nó hồi, anh chị cũng không tiếc, anh chị cũng không nhớ là phải FOMO mua vào lại. Nên cái nguyên tắc mà anh chị chia 50-50 nó vừa là quản trị vốn, và nó vừa là một cái để giúp cho tinh thần của anh chị luôn ở trong một cái thế chủ động khá là tốt anh chị ha. Đầu tư thì Đông tin rằng nó là một cái hành trình, chứ không phải là một sớm một chiều một hai sóng. Nên Đông cũng khuyên với anh chị rất là nhiều về yếu tố là chúng ta hạn chế cho những cái lợi nhuận mà chúng ta tối ưu hóa trong một cái thời điểm ngắn hạn quá nhiều ha. Cố gắng là chúng ta nên giãn cách ra anh chị ha. Còn anh chị nào chúng ta thích đánh đầu cơ nhiều hơn, chấp nhận rủi ro nhiều hơn, thì Đông nghĩ đó là cái trường phái của chúng ta rồi. Chúng ta đang không có thiên vị về đầu cơ hay đầu tư anh chị ha. Đầu tư cũng tốt, đầu cơ cũng tốt. Nhà đầu tư phải cảm ơn những nhà đầu cơ, bởi vì không có nhà đầu cơ là thanh khoản thị trường nó không tăng, nó không sôi nổi được. Thì làm sao tiền
tiền ở bên ngoài đổ vào thị trường được đúng không ạ? À, còn nhà đầu cơ phải cảm ơn nhà đầu tư là bởi vì sao? Bởi vì có những cái dòng tiền đầu tư đó thì thị trường nó mới bền vững theo năm tháng, thì nó mới có những cái con sóng dài để mà cho nhà đầu cơ hưởng lợi chứ. Nên ông đánh giá là thành tố nào trong thị trường nó cũng quan trọng cả. Quan trọng nhất là chúng ta xác định chúng ta phù hợp với cái nào, chúng ta lựa chọn phương pháp nào thì chỉ theo cái đó thôi ha. Rồi vậy là Đông xin phép bạn nhắc lại cuối cùng á, như là Hòa Phát á thì anh chị cân nhắc cho Đông, nếu mà anh chị mua gom thì anh chị chờ cái vùng giá khoảng tầm là 26.5, cả nhà mua gom khá là hợp lý ha. Còn đầu cơ ngắn hạn, cầu cơ ngắn hạn thì quanh cái vùng giá khoảng tầm là 26.8, nghĩa là giải ngân lấy trước cái vị thế ngắn hạn. Còn đối với lại Hòa Phát thì Đông đánh giá biên lợi nhuận cho anh chị đánh T cộng ngắn hạn hoặc là đánh T cộng 5, T cộng 6 khoảng tầm là 4% không nhiều. So với lại Nam Kim và Hoa Sen á, thì biên lợi nhuận của nó khoảng tầm là 8%. Mức giá mua thì Đông cũng đã note cho anh chị cụ thể rồi. Thì hãy là mở lại xem một chút xíu ha để mà cho cả nhà chúng ta nắm. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đồng hành cùng với Đông trong video buổi tối ngày hôm nay, và xin chúc cho quý anh chị có được nhiều sức khỏe. À, và cũng như là giai đoạn này cũng tương đối là khó khăn cho những ngành mid cap, nên chị nào chúng ta có cầm những ngành mid cap thì cũng vẫn lòng tin một chút anh chị ha. Quan điểm của Đông về thị trường thì Đông sẽ update vào video buổi tối ngày mai, và hẹn gặp anh chị lại video buổi tối ngày mai. Và nếu như video ngày hôm nay hay và hữu ích, cả nhà cũng ủng hộ cho Đông bằng cách nhấp vào cái nút like ở phía bên dưới cái video này anh chị ha. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều, và xin phép là chào tạm biệt và hẹn anh chị vào ngày mai.